Hello, Hoàng Minh xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách buộc lưỡi câu poly hạt bắp nha các bạn. Thì cách chọn của ta đầu tiên là cách chọn dây. Dây thì dây ID4 0,30 mm nha các bạn. Đó. Đây, cái loại dây như thế này. Đó. Cái thứ hai đó chính là cái xốp. Xốp các bạn dùng xốp của nón bảo hiểm cũng được hoặc là xốp của dép Lào cũng được. Đó, chỉ cần có màu trắng lên như vậy là ok. Đây là xốp nha các bạn. Ta chọn dây, chọn xốp. Hạt chặn. Đó, hoặc chặn để rút nó xuống. Chì. Chì các bạn nào mà không có chì này các bạn dùng mà chì lá thì sẽ ok nha các bạn. Lưỡi câu. Lưỡi câu ta dùng lưỡi câu càng nhỏ, càng mỏng, càng sắc. Thế này là ok. Đây là lưỡi câu Chinu số 6. Đó. Các bạn mà coi cái cách này của mình á, chỉ bắt toàn cá to thôi. Còn đây là cây xiên mồi. Đó. Xuyên qua cái hạt bắp nha các bạn. Đây là cái lưỡi câu thượng của mình á, mình bẻ ra nó nè. Bẻ ra đập cho nó hơi ngay ngay thẳng cái này. Có đầu nhọn và có đầu gài đó, khi chúng ta xuyên mồi á có đồ con dễ chúng ta rút ra. Còn đây là hạt bắp. Bắp luộc nha các bạn. Bắp luộc chín đó. Và một cái lưỡi lam. Và kèm đó là một cái hột quẹt. Đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn dây, hạt chặn, phao, lưỡi câu, cây xiên mồi và hạt bắp để chúng ta hoàn thành làm một cái mồi poly hạt bắp nha các bạn. Nghĩa là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách buộc lưỡi câu poly bằng hạt bắp. Thì ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn rõ ràng chi tiết cho các bạn nha các bạn. Cái này rất là hiệu quả cho các bạn. Để cho anh em nào mà thích săn hàng cá lớn. Chứ cái này cá nhỏ nó không ăn nha các bạn. Cá từ 1,5 kg trở lên nó mới ăn, mới dính. Đó. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình một khúc dây dù như thế này. Các bạn đo từ 25 đến 30 cm. Đó, đây đang mang mình là 20. Thêm 5 phân nữa hoặc là dài hơn nữa thì cũng được. Rồi các bạn đốt cho mình. Rồi khúc chuồng như thế này. Rồi các bạn nhập lại em bọn mình nó lên đầu như thế này nè. Đó. Xong rồi các bạn dùng tay các bạn thắt một cái đầu gút lại. Đó. Coi như là cho nó càng nhỏ thôi chứ không phải là nó to nha các bạn. Các bạn kéo cho nó nhỏ lại. Đó, nó nhỏ như thế này nè. Đó. Giờ là ok rồi. Còn phần dư này, các bạn đốt đi cho mình. Đó. Xong. Đó. Xong rồi các bạn chuẩn bị mình hạt chặn nha. Đây là hạt chặn phao. Các bạn xỏ hạt chặn phao này vô cho mình. Đó. Rồi, các bạn kéo lên trên đây. Lên chỗ cái đầu gút hồi nãy á. Bạn chừa cho mình 3 phân. Nè. 3 phân. 3 hạt 2 phân rưỡi được. 3 phân. Tính từ cái đầu hạt chặn này đến đến cái đầu này là 3 phân đó nè. Sau đó các bạn dùng lưỡi câu. Các bạn giờ bạn nhập lại cho mình, đó, nhập dây nè. Nhập lại dây. Đó. Nhập như vậy các bạn, đó nè. Các bạn dùng lưỡi câu, các bạn đặt lên.
Đó, đặt lên cho mình. Đấy. Đó, các bạn quấn từ ở bên bên đầu đít nè, quấn vô trong đây cho mình. 4 dòng hoặc 5 dòng tùy thích. Các bạn cầm cái đầu này. Mình kéo cho mình. Đó. Khi bạn kéo xong rồi nó sẽ được như thế này, các bạn kéo nó lên tới đỉnh đầu này, các bạn dùng cái kìm hoặc dùng răng mình á, bạn giữ cái đầu bạn kéo này cho chỉ chặt cái đầu mày lại. Rồi. Còn về phần này, các bạn xoay cái này nè, xoay lên đây cho mình, đây cho lưng luôn, đó xoay xoay cái này nè, cầm tay xoay nè, xoay cho nó nằm trên lưng. Đó. Lưng luôn. Rồi các bạn để ngang vậy. Các bạn quấn giữa tay giữa tay ngay chỗ mắt này, các bạn quấn từ chỗ này, quấn vô trong. 5 hoặc 6 vòng. 2 3 4 5 6. Rồi, các bạn dùng cái đầu này nè, các bạn xỏ ngang 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 qua cái đít của cái lưỡi câu. Xỏ từ bên bên ngoài vậy nè, xỏ vô. Đó. Rồi các bạn kéo. Rồi các bạn kéo nó cho nó ngược lại coi tôi cái đầu này. Nè. Nè các bạn. Rất là đơn giản thôi nè. Chúng ta có được hai cái mối. Rồi. Cái phần tiếp theo. Còn cái đít này các bạn vẫn để vậy. Các bạn xỏ cái hạt chì nè. Đó. Hạt chì thì bạn dùng hạt chì lá cũng được. Đó, các bạn xỏ vô. Rồi. Xỏ vô. Rồi các bạn cũng tiếp tục các bạn dùng mình cái hạt chặn. Đây. Bạn xỏ chặn ngang qua. Đó. Đây là để chúng ta canh giữ cái độ phao, độ cái độ cao của cái bôi ly nè. Đấy. Có gì nó hơi mờ và nó không được rõ ràng các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi, còn về phần mà cái xiên mồi này. Các bạn xiên cho mình một 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 lỗ ngay chính giữa cái hạt bắp nè. Đó, bạn xiên qua. Rồi, khi bạn đã xiên được như vậy rồi á là các bạn lại móc vô trong cái lỗ này. Chỗ khớp ngàm với câu nè, bạn cầm vào đầu này. Bạn kéo. Đó, bạn kéo. Rồi vậy là được một cái hạt hạt bắp vô trong cái chúng ta. Còn về phần mà cái hạt xốp á, đây các bạn cắt nó cho nó nhỏ thôi, không cần cắt lớn đâu, nhỏ thôi là ok rồi. Đây như thế này các bạn. Rồi các bạn cũng dùng cái xiên này, các bạn xiên xiên qua một đường cho mình, xung quanh bên kia. Rồi các bạn quấy cho nó lỏng một tí. Rồi các bạn lại móc vô trong cái đầu gút này, các bạn kéo, tay giữ cái này bằng kéo. Đó, phần cuối cùng các bạn lựa bắp nào mà to nhất có thể bít được cái đầu của cái miếng xốp này, xốp đầu này. Rồi mình sẽ lựa cái hạt nào to nhất có thể. Mình sẽ lựa hạt này. Mình sẽ chọc từ cái lỗ này. Chọc qua. Rồi. Ok. Rồi các bạn cũng xỏ qua trong cái lỗ này cho mình. Đó. Rồi. Sau khi các bạn đã xỏ qua được như thế này rồi,
thì chúng ta nó sẽ được như thế này nha các bạn. Nè, đây là cái bu ly để chúng ta chiên để chúng ta săn hàng. Đó. Rồi sau khi đã được xong được như thế này rồi, bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình cái này để chúng ta làm một cái khóa gài. Các bạn cắt nhỏ ra. Khúc ngắn thôi. Rồi. Các bạn lại xỏ ngang qua cái lỗ này cho mình. Đó. Này, xỏ ngang qua. Rồi xong rồi các bạn cũng cầm cái hạt đậu chặn này các bạn kéo lên. Đó. Rất đơn giản các bạn. Về đã có ngay một cái bu ly. Nè, để chúng ta câu cá rồi. Đó nè. Cực kỳ là đẹp luôn các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình còn về cái phần này, mình sẽ buộc đầu gút ở phần này lại. Đó. Và đốt một một cái lưỡi đi. Rồi. Mình sẽ buộc cái này vô trong cái lò xo lăn xê. Cái cách câu poly này là chỉ có một lưỡi thôi nha các bạn. Đó. Chỉ cần câu một lưỡi thôi là đủ rồi. Như đây mình sẽ nhấn cái nó hai 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 nụt để cho đảm bảo là nó sẽ được chắc chắn. Xong. Bây giờ đi trải nghiệm thử coi nó nổi hay 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 là nó chìm nha các bạn. À, các bạn thấy không? Nè. Đã nổi lên là được rồi các bạn nè. Nè. Đó. Nó nổi lên rất cao luôn các bạn nè. Đấy. Các bạn mà muốn mà cho nó nổi thấp xuống á, các bạn chỉ cần kéo kéo cái kéo cái hạt chặn này nè. Lên đây một chút. Đó. Các bạn để xuống nè. Là nó sẽ nổi thấp xuống một chút xíu các bạn. Đó. Đó ok nha các bạn. Như vậy là hôm nay đã thành công nha các bạn. Cách làm bu ly bằng hạt bắp. Ok nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình đã hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để các bạn chọn dây, chì, phao, hạt chặn, cây xiên mồi, lưỡi câu, hạt bắp để chúng ta làm một cái bô ly hạt bắp để chiên dùng cho anh em sang hàng. Và cái loại mồi câu, cái là bột lửa câu bô ly này đó rất là đơn giản, và các anh em mà các bạn thả xuống là chỉ có to ăn thôi chứ cái nhỏ nó không có giờ ăn được. Cá tầm từ 1,5 kg trở lên thì lúc đó anh em mới câu dính được với cái loại lưỡi bô ly này đó nha anh em, tại vì cái đầu này nó rất là to dài nè. Đó, chỉ còn những con cá to á nó mới ăn được những cái loại như thế này nha các bạn. Đó đó các bạn. Thôi ok nha các bạn, thì ngày hôm nay mình có cái chia sẻ kinh nghiệm này, mình chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh em khác cùng biết, chia sẻ lẫn nhau nha các bạn, để cho anh em cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau khám phá tìm tòi những cách câu cá mới lạ và đạt hiệu quả cao, giúp cho anh em câu được những con cá to và khó câu ở dưới hồ để anh em lên được cá thành công, và chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người nha các bạn. Ok, và anh em xem video, nếu thấy video này của mình hay thì anh em hãy đừng quên like và chia sẻ, và nhớ đăng ký bật chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo của mình nha các bạn. Xin chào, chúc tất cả các anh em thành công nha.